Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái site có tên là Minex Cloud Mining, đảo những cái đồng tiền điện tử. Và khi các bạn đăng ký thì các bạn sẽ nhận được 3.000 tốc độ đào hoàn toàn miễn phí nhé. Mỗi một lần giới thiệu thì các bạn sẽ nhận được thêm 50 tốc độ đào miễn phí nữa. Ok, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách đăng ký này. Các bạn nhấn vào Register. Đây, chính là cái giao diện để chúng ta có thể đăng ký. Các bạn nhập email, mật khẩu. Các bạn nhập lại mật khẩu. Sau đây các bạn nhấn I am not robot nhé. Và các bạn sẽ thấy được cái captcha ấy. Các bạn nhập captcha vào. Sau đây các bạn nhấn Verify. Và các bạn nhấn Register cho mình. Ok, nó sẽ thông báo là đăng ký thành công. Và các bạn có thể thấy là các bạn nhận được 3.000 tốc độ đào này. Các bạn nhấn vào Start. Ở đây thì mình khuyên các bạn nhé, chọn cái đồng 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 Tron ấy để cho dễ, hoặc là đồng Litecoin, bởi vì mình để mình xem nào, cái phần rút tiền ấy, khi chúng ta rút tiền ấy, thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng rút cái đồng Tron hoặc là đồng Litecoin. Để xem nào, Tron, các bạn có thể thấy là min rút của đồng Tron là 200 Tron, min rút của Doge là 540, min rút của LTC là 0.02 và min rút của XMR là 0.5. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ chọn là mining cái đồng 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 Tron nhé. Đây, các bạn ấn vào phần Tron và các bạn nhấn Start thì nó sẽ khai thác, nó sẽ chạy. Đấy, các bạn có thể thấy đây, tốc độ khai thác khá là nhanh. Hy vọng là đủ 200 Tron thì chúng ta có thể rút. Ngoài ra thì các bạn nhấn vào phần Partner để các bạn có thể lấy cái được được link giới thiệu này. Các bạn cần sẽ phải xác minh tài khoản. Ok, thì đây thì đây, các bạn truy cập vào cái email đã đăng ký để xác minh tài khoản nhé, nó sẽ gửi một cái mail về cho chúng ta. Không thấy mail đâu à? Các bạn có thể check cái email của nó ở trong phần spam nhé, để có thể nhiều khi nó sẽ vào cái thư mục đấy. Không có à? Tại sao nhỉ? Để mình xem nào. À, không phải đâu. Ở đây thì các bạn đây. Ở đây các bạn sao chép cái đường link giới thiệu của bạn đây để nhận nhé. Mỗi một lần giới thiệu thành công các bạn nhận được 50 GH trên giây, tức là tốc độ đào đấy. Nôm na các bạn hiểu đấy là tốc độ đào, càng nhiều thì tốc độ đào coin của bạn càng nhanh, và nhận thêm 14% từ việc mà người giới thiệu của bạn deposit số tiền lên để có thể lên level 1. Ok, đấy, rất là đơn giản thôi. Cái site này thì nó hoàn toàn tự động, chúng ta không cần phải treo máy, nó chúng ta chỉ cần tắt máy đi thì nó sẽ tự động đào, và khi đủ 200 tròn thì mình sẽ xem có thể rút được từ cái site này hay không. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về cái site Cloud Mining tên là MinerX và miễn phí 3.000 tốc độ đào. Ngoài ra thì các bạn sẽ có thể vào cái phần bổ sung này này. Ở đây thì mình xem nào. Đây, nó sẽ có phần ghép tiền thưởng ngẫu nhiên từ 10 đến 70 GHz trên giây này. Các bạn nhấn nhận tiền thưởng này. Đấy, các bạn sẽ nhận được thêm 49 tốc độ đào nữa đấy. Đấy, và cứ mỗi một tiếng thì chúng ta sẽ có thể vào đây và nhận một lần. Đấy, rất là hay từ cái site này nha các bạn. Ok, đấy. Như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn site Miner, site Cloud Mining miễn phí 3.000 tốc độ đào coin. Ok, cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Thầy Sư Phụ nhé. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.